Hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe mô tô cũ mới về. Thì mẫu xe mô tô hôm nay thì về cũng được khá nhiều cái mẫu xe từ dòng phân khối nhỏ 125 đến dòng phân khối lớn anh em nhé. Đấy. Thì đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể là nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Và số điện thoại thì mình có ghim trên màn hình và dưới phần mô tả ha. Anh chị em nào quan tâm thì mình có thể là inbox Zalo ha. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha. Trả trước khoảng 30% giá trị xe. Đấy. Cửa hàng thì có rất là nhiều mẫu xe. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cập nhật một số cái mẫu mới về với lại cập nhật luôn cái mẫu phân khối lớn cho anh em tham khảo ha. Và đồng hành mình hôm nay thì cũng có bạn Trọng sẽ cập nhật báo giá cùng mình nhé. Bạn Trọng ha. Chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em anh Thắng sẽ trước tiên là cập nhật cái xe mới về trước. Xe ngày nào về liên tục nha anh em. Ok. Đó, có Cho chiếc anh này đủ thì mình mẫu cho anh thấy em là lựa chọn. Đầu tiên hôm nay về lại cái con Ninja 400. Ninja 4 này. Anh này chơi trải nghiệm thời gian rồi, anh khỏe Đó, đầu. nói chung là xe cũng còn rất là đẹp anh em nhé. Đợt trước bán cho anh nào có 1.000 mấy đâu? Nghìn năm Giờ trăm cây giờ sao rồi? lên 2001 2.000 à. mốt, nói chung là xe lướt lắm anh em. Lướt luôn. Nó êm zin, Nói chung là xe lên được trên cái chống đổ, bô zin bô bọc nhẹ, zin đuôi zin lên zin, một cái chống đổ thôi. biển số Sài Gòn anh em, máy thì len keng rồi. Con này thì để cho anh chị là 99 triệu bao hồ sơ gốc. Rồi 99 triệu bao hồ sơ anh em nhé, xe mới đi 2.000 cây có keng luôn anh em nhé. Ninja 4 thì đang còn một chiếc ngoài nữa ha, xíu mình sẽ lại tiếp tục tổng hợp cho anh em. Còn Này ở đây về, thì à, con này thì về hôm qua rồi, chắc con quay này rồi là quay lướt rầm. lại cho anh chị. Đây là đi có 220 mà đi 1.000 cây á. Chiếc này mới đi 1.000 cây, biển 94 này. Đấy. Mới đi 1.000 cây, zin nguyên bản luôn em nhé. Con này là 2020, 45 triệu anh em nhé, 45 triệu. Mẫu R15 thì cũng còn khá là nhiều anh em nhé. Hầu như là cái mẫu này thì hầu như là khi nào cũng có mặt, cũng có hàng ha. Đó. Hôm nay thì về thêm một chiếc mẫu cổ điển này. Còn Vento cho 50. Vento 150cc ha. Xe Trung Quốc. Đó. Nhầm với nó ở Mỹ nhưng mà nó là Trung Quốc anh em ạ. Con này là tất cả những Trung Quốc. Một Hai máy ra hai bô. hai bô luôn. Nước xì tức là làm lại rất là đẹp đấy. Xe Nhìn là cũng 207. xe nhìn cũng còn khá là đẹp nhá. Mâm như 207. thế này đẹp không? Có thể làm lại đấy chứ chất nó từ 207 làm gì có Chắc này. làm lại hả? Đúng rồi. Làm lại mình thấy khá đẹp anh em nhé. Đúng rồi, biết luôn. Chủ xe đi rất là ok, Nói chăm chung chút nó rất là là nhiều. dọn lại nhìn cũng Chiếc khá là này cứng để ha. anh chị có 25 triệu thôi, 25 triệu bao hồ sơ gốc nhé, 25 triệu vẫn bao hồ sơ luôn anh em nhé. bao hồ sơ Anh về. chị em nào mà thích cái kiểu À quên, ủi láng cổ điển thì mình có thể tham khảo cái mẫu con này ha. Vento này không bao, bảo hành Con máy này 6 không không tháng, bao hồ sơ đúng không? đúng rồi, biển 4 số về Sài Gòn nữa, bao tranh chấp thôi, Bao tranh chấp ha. hay là bao tranh chấp, Con này là bao tranh chấp ha. đúng rồi. 25 triệu. Xuống dưới em có con R15V3, con này là xe 21 anh em, đời cao, biển Hà Nội, thủ đô Hà Nội. 29V7. Đi 25.000 cây rồi, đi khá là nhiều. Rồi. Cho nên con này giá lòng mềm thôi, để cho chị là 41. 41 triệu. 41 triệu ra. Bảo du đổ sơ gốc, bảo hành máy móc cho anh chị mình 6 tháng nhé. Rồi, con này thì cũng là zin nguyên bản hết em Zin nhé. nguyên bản, phải đẹp Đó. luôn. Chưa Ok. đụng chạm gì cả. Đó. Đấy, Này thì hôm về nay thêm về cái đến con mẫu MX này, MRX MX con. 125. Con này thì đi rất là cọp, con này đi có 10.000 cây, biển 77 Bình Định nha anh em. Con này sẽ để cho anh chị là 28 triệu thôi. Rồi, Biển này 28 mới triệu. nhỉnh hơn các con trên bởi vì xe nó rất là cọp. Zin nguyên bản hết anh em nhé. Zin nguyên bản, Đấy. rất là Con này đẹp. đi đi ít hơn nhưng mà giá nó Đúng rồi, cao hơn chút xíu giá ha. nhỉnh hơn chút xíu. Và ngoài về thêm con Còn Revel mình sẽ đi 300 nữa. ra bên ngoài. Bên ngoài còn một chiếc mới về, mình sẽ cập nhật tổng hợp một số cái mẫu phân khối lớn trong có mặt trong cửa hàng luôn ha. Đấy. Đây không có rè thêm Revel 500 nhé. Revel 300 anh. Con này 300. 300 à? Một máy 300. Con này 300 anh em nhé. Dạ đúng. Review 300 thì có một Xe máy thôi. lên chợ sáng chống đổ rất là đẹp. Một cái bô đi 15.000 cây rồi anh em. In thì cũng nghĩ làm lại phải Yên là đúng rồi, làm lại yên liền rồi, không? Ý còn làm yên lại zin in của nó liền. là yên 2 tầng. Rồi. Con này biển 60 của Đồng Nai, bao rút hồ sơ cho anh chị về ra tên nhé. Bảo hành máy móc cho anh chị mình 6 tháng. Máy là em du.
2 chiều đầy đủ luôn. À. Con này để cho anh chị có 85 triệu thôi. À, 85 triệu thôi anh em nhé. 85 bao rút hồ sơ gốc. 85 bao hồ sơ luôn. Bảo hành máy móc vẫn 6 tháng cho anh chị mình. Đấy, mấy cái mẫu xe chính hãng thì đều được bảo hành máy móc trong là 6 tháng ha. Rồi, hôm nay mình thì đây mình mình cũng cập tổng nhật hợp luôn luôn cái cái hàng mẫu phân khối phân lớn khối lớn luôn đó. ha. Đi hàng luôn từ hàng Z1000. Đầu tiên Z1000. là có con Z1000 2014. Con này là màu cam đen 2014 này anh em. Biển 78 của Phú Yên. Đi 29.000 cây rồi, chuẩn Euro luôn. Máy móc là vẫn nguyên zin, bảo hành cho anh chị 6 tháng vận máy. Đó. Máy này bao zin nhá, dàn áo là đang bọc keo nguyên con luôn. Đó, áo Dàn bọc keo áo luôn em bọc nhé. keo này. Đấy. Đó. Rất là đẹp. Con này thì hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 160 triệu thôi. Rồi, 160 ha, 160 Xe triệu là bao hồ lên sơ trên cho em luôn môi ha. trường cơ bản chống độ, Đó. bảo vệ lốp máy, bô, Nói bát chung mỹ phẩm. là con này đồ chơi cơ bản thì có Đầy đủ hết đủ rồi luôn, ha. sẵn chơi. Đó. Còn bên này thì cũng là Bên trong mẫu cũng là màu Z1000 cam luôn. đen, con này là cam đen 2018 nha anh em, không phải là 2014 nữa. Con này biển 60 của Đồng Nai, đi được có 16.000 cây thôi. Đó, xe lên được thêm cái chống đục, không có nhiều. Được mình 2 chiều đầy đủ luôn nhé. Ok. Con này thì hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 230 triệu. Rồi, 230, 230 ha. Bô cực kỳ zin, mềm. bô zin móc của cháu. Đó, Đúng rồi. 230 ha. Tiếp đến là con này, biển Sài Gòn, xe 2016, màu xám bạc. 26 anh em, đăng ký 26. Rồi, con này là cũng là zin nguyên bản này. Nguyên bản, đi À, bô 28.000 zin, cây. đuôi zin. Lên được thêm cái cây chống đổ thôi. Đó. Cực kỳ lực luôn. Rồi. Con này thì 2016 biển số Sài Gòn, hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 200 tròn. Đó, 200 tròn anh em nhé. Đấy. 200 tròn. Còn chiếc bên này là Loại cao chiếc này là cọp 2018. nhất này, chiếc mới nhất trong nhất 1000 luôn. Đi 2018 đi 9.000 cây. Đó, 9000 cây thôi anh em Màu nhé. xanh đen cực kỳ đẹp luôn. Chuẩn nó đô 9.000 cây. Xe cũng zin toàn tập như là đuôi zin, bô zin. Cặp chống đục. Con này thì hôm nay giảm xuống cho anh chị là còn 240 triệu. Rồi, chiếc này là 240 ha, con này mới đi Luôn, rất là 9000 rẻ. cây thôi. Đúng không? 9.000 cây. Còn bên dưới thì còn rất nhìn đời cũ, hôm nay thì còn về Còn thêm hai chiếc. còn 2 chiếc ha. Chiếc đầu tiên là chiếc màu xanh đen. Con này thì máy móc nó vẫn là nguyên zin nhé. Dàn áo thì nó đời thấp cho nên là có sơn lại vài chỗ. Biển Đồng Nai Mẫu này 60. 22 nên mình chưa có 22, ABS nhé. đúng không? Con này là đi 29.000 cây rồi. Con này hôm nay giảm xuống cho chị là còn 110 triệu. 110 triệu anh em nhé, Đấy, hiện quay 110 rất nhìn triệu quay đi luôn chiếc luôn dưới này. rất là Màu nhìn cam ha, đen. màu cam đen. Con này là 2013 biển số Sài Gòn. Đi 34.000 cây rồi. Con này là lên ABS. Con này cái đời này là chưa có ABS mà chỉ đây chú Lên. xe lên ha, Đúng. lên ABS trước sau nhé. Có cái mắt đọc ở đâu? À, đây, mắt đọc về Ok. ABS này. Mắt đọc rất là chuẩn anh em. Xe máy móc là vẫn nguyên zin, bảo hành cho anh chị 6 tháng luôn phần máy. Ô con này còn cặp bô zin luôn này. Bô zin luôn ha. Dạ, con này là biển Sài Gòn nữa, để cho anh chị là 105 triệu bao rút hồ sơ. 105 bao hồ sơ anh em nhé, rất 105. là rẻ luôn. Đấy, Mình sẽ lên cập nhật có từ tiếp đến mẫu là hàng Z900. Z900. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi. Anh chị về ra tên thôi. Con này là rút về tên cá nhân cho nên là. Con này là biển hồ sơ có sẵn, đi 19.000 cây, xe 2017. Nha anh em. Đồ chơi cơ bản nó cũng đủ luôn. Chống Lên độ, bô chống bô, đổ ha. rút gầm. Rồi. Còn em này giảm Ok. xuống cho chị là còn 150 triệu tròn. 150 tròn. 550 thôi. Còn Lốp liếc rất là dày. Mới thay cặp lốp luôn này. Mới rồi chưa đi. ok, Rất phai. còn Z Z8 này. Z8 hôm nay còn hai ba chiếc. Còn hai bản, hai chiếc bản à, còn ABS. hai chiếc này thôi hả? À, đúng không? Chiếc đầu tiên là chiếc biển số 76 Quảng Ngãi. 76 Quảng Ngãi. Con này đi khoảng 20.000 cây rồi, nhưng mà đồng hồ đang hiển thị có 10.000 nữa. Chắc là bị tua về anh em. Xe 2015, hôm nay giảm xuống còn 110 triệu bản ABS nhé. Rồi, ok. Màu xanh đen là bản ABS hết. 110 ha, 110 triệu. Còn chiếc bên Bên trong này. bên trong này cũng là bản ABS luôn, 77 Bình Định. Con này đi 25.000 cây chuẩn luôn. Cũng Để là cho anh 2016 nữa hả? 26. Cũng là bản ABS. Rồi. Xe máy móc thì êm lắm, anh em không phải lo. Mua về Đấy. chơi thôi, còn phần bảo hành Cũng thì là, bên em vẫn bảo hành con này là 3-6 tháng. 120 hả? Hôm nay con này cứng hơn cho nên để cho anh chị 120 triệu. Rồi, Dàn áo 120. bọc keo nguyên con luôn. Con này có 110. 110, đúng không? Đó, ok ha. Xuống dưới này mình còn mẫu CBR 650F.
của Honda, phân khúc trung máy. 650F. Con này đi 8.000 cây, 4 máy nhanh nhỉ. Biển là 67 của An Giang. Đô Jin nghe rất là phê. Quá êm luôn. Con này thì để cho anh chị có 130 triệu thôi. 130 hả? Con này mới đi mấy ngàn cây? 8.000 cây. À, 8.000 hả? 28, 8.000 cây, xe rất là khó. 8.000 cây mà có 130 triệu, có rỉa anh em nhé. 650cc. Hôm nay thì có mẫu Sedan 660. Đó. Con này thì nhìn còn khá là đẹp anh em này. Lên được thêm cái ba ga sau. Này 2021 anh em ạ. 2021 ha. Đi mấy nghìn cây. Như chuẩn. Bộ zin luôn. Móc nhẹ anh ạ. Biển số Sài Gòn nữa. Đề ba của nó này rất là sướng, xe Anh Quốc. Ga điện này. 41 chạy này. Đó. Mà hôm nay giảm số cho anh chị là còn có 170 triệu. Đấy, 170 triệu nhé, con này giảm rất là mạnh ấy. Con này giá cũ nó là 190 90 triệu rồi. Lỗ. Còn đây thì con này rất cửa hàng bán rồi. Mình có Ninja 300. Đấy. Ninja 300 thì hiện tại chắc còn một chiếc này ha. Con này là biển số Sài Gòn đấy anh em. À, lên đồ chơi khá là nhiều. Đồ chơi rất là nhiều, chống đục thì nhỏ quá. À, này thì về chỉ bạn ra thay thôi. À, con này lên được hai cầu bô lận, hai cầu bô luôn, một cục hai máy chia ra hai bô, bình thường là có một bô thôi, bây giờ chia hai. Ok ha. gác chân CNC luôn, con này là sơn lên thêm chủ đây, bù sơn luôn rồi em, sang là sơn luôn, sơn luôn rồi. Thích màu vàng lên trợ lực luôn, đi đông mà sạc điện thoại lên đồ chơi thì bao la luôn rồi, la thì 31.000 cây đấy. Máy móc này chỉ có để cho anh chị là 55 triệu thôi. Đó, 55 bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ. À, lên Sài màu, Gòn. Lên tem, đúng là đồ chơi thì có đủ hết rồi. Bên trong là có Ninja 650. À, Ninja 650. Con này là biển số 66 của Đồng Tháp. Xe đi 10.000 cây, xe form cao, đời cao nhanh em, 2021 lận. Cho nên là nó được trang bị thêm là ga điện này. À. Đồng hồ full LED, rất là bắt mắt. Con này thì hôm nay để cho anh chị, hôm nay giảm xuống là còn 120 triệu. 120 triệu. Đồ zin nó còn đục, ví dụ như bô zin và đôi zin nó còn anh em. Thì rất đẹp nha. Nói chung là đồ chơi cơ bản thì có bô lại chống đổ trên chợ sáng ha. Còn chiếc cái này là Ninja 4 nè. Ninja 400. Con này là trong khi còn một con màu đen thì cứng hơn. Con này màu xám vàng 2019. Biển 43 của thành phố Đà Nẵng. Anh chị sang tên về đậu 1% thuế thôi, rất là nhẹ thuế nhé. Đấy. Con này hôm nay giảm xuống là còn có 82 triệu thôi. 82 triệu ha. Rất là Ninja 4 rất là rẻ anh em. Bên cạnh này có MT03. MT03 con này thì đăng ký muộn, đăng ký năm 2021. Biển 68 của Kiên Giang, xe đi 15.000 cây nhá. Chuẩn nó đôi cho anh chị. Bô gì bô vớt là bô zin thôi. Bô zin luôn. Chơi cái chống đổ ha. Nghèo giàu. Con này là đăng ký lần đầu là đăng ký 2018 luôn hả? Đăng ký lần đầu 2021. À 2021 hả? Đó, đăng ký đời cao anh em nhé. Đấy của nó chỉ 27 thôi. Đó, mà có 70 triệu thôi. Con này để cho chị 70. Rất là rẻ anh em ạ. Còn bên dưới này. Ở đây em có mẫu CB500X. Đấy, CB500X nha. Con này là cũng là 2018 luôn. Biển số 77 của Bình Định. Xe đi 25.000 cây. Đó. 25.000. Evo. Xe lên đủ. Gần như full đồ để anh em tô linh luôn. Đồ chơi của cơ bản thì có đủ cho anh em đi tour rồi ha. Cốp ở đây đủ luôn. Đó, ba thùng sau rồi cản rồi đèn chở sáng này kia ha. 120 triệu thôi, bao hồ sơ luôn. 120, đúng rồi, bao hồ sơ gốc, bảo hành máy móc 6 tháng. Ok. Bên trong này có con Gixxer 250. Suzuki Gixxer 250. Con này thì chỉ có một máy đấy anh em ạ. Một máy ABS trước sau. Biển 65 của thành phố Cần Thơ. Sang tên thì nhẹ thế rồi. Thì có 1.500 cây. Xe lên thì được quả đi cầu. Con này thì để cho chị là 60 triệu. 60 triệu rồi nhé. Xe toàn tập luôn anh em, chưa có lai tạc gì đâu. Nói chung là xe rất là mới luôn. Bên trong này có Revel 300. Revel 300. Biển 81 của Gia Lai 29. Con này chắc là rẻ nhất nhà rồi. 75 triệu. Chiếc xe nó đi khoảng 20.000 cây. 75 triệu ha. Con này thì triệu. Máy móc là vẫn zin nguyên bản. Đúng, nha. Zin nguyên bản, bảo hành máy cho anh em 6 tháng. Con này thì chỉ có lai một cây đèn led này thôi. Còn đâu là zin hết nhá. Mình sang hàng bên còn này. Phía bên này thì
có mấy CBR 250R. CBR 250R, tại còn hai chiếc hả? Còn hai chiếc. Chiếc đầu tiên là chiếc 2019 biển 81 của Gia Lai. Con này thì đi mấy nghìn cây ra? 9.000 cây. Đây rất là đẹp, cứng cáp, 9.000 cây chuẩn nha anh em. Đúng con rồi. Này thì để cho anh chị có 85 triệu thôi. Hôm nay giảm được 85 triệu. Bên cạnh là 250R nữa, biển là 92 Quảng Nam. Con này màu zin, nó là màu trắng đỏ hơi xinh, nhưng mà chủ xe thì có sơn lại màu. Sơn lại màu đen nhám ha. Chất xe đi khoảng 20.000 cây nhưng mà đồng hồ đang hiển thị có 8.000 con này anh con em. Này cũng là bị tua lại đồng hồ ha. Không biết là ai tua rồi, không rõ lắm. Xe đi thêm cây bộ độ, máy móc là vẫn nguyên zin, bảo hành cho anh chị 6 tháng hết. Con này thì hôm nay giảm xuống là còn có 75 triệu. 75 triệu luôn. Quá rẻ. Rất là chế độ luôn. Chạy ra điện vẫn hoạt động bình thường. Rồi. Đấy, ngoài này thì phân khối lớn là còn có Hackley, Hackley. Đầu tiên là con Iron 883. Con này là biển số Sài Gòn 2021. Hôm nay giảm xuống còn 270 triệu này. Rồi, 270, con này mới đi 2.000 cây đúng không? 2.000 cây, đồ chơi. 2.000 cây thôi. Đồ chơi thì từ đầu đến chân là có đủ hết rồi. Đèn chiếu sáng, chống đổ, rồi làm in, rửa lưng, đó, đầy đủ hết anh em nhé. Tiếp đến bên này là có HD48, con này là 1.200. Con là 1.200cc. Con này thì ô tô mới đi 400 cây thôi. Đúng rồi, nguyên bản thôi. 400 cây thì xe cũng như mới thôi anh em nhé. Con này hôm nay giảm xuống khoảng 360 triệu, như mới, 400 cây. 360 triệu. Rất là rẻ. Rồi. Con này hồ sơ có số sẵn hả? Hồ sơ có sẵn luôn rồi, sẵn rút về kinh doanh rồi, anh em mua thì rút hóa đơn một cái một là xong. Bên này có con là Streetbox 114, 1.800cc. Như xe thùng luôn em ạ. Con này như xe thùng, biển 70 của Tây Ninh. Con này hôm nay giảm mạnh luôn, 480 triệu. Rồi, còn 480 triệu thôi, con này mới đi 192 cây. 192 cây, giá gốc của nó là, chung là 530 triệu mới hết. Hôm nay giảm xuống còn là 48 anh em hết lỗ. Kinh khủng không? 1.800cc, quá kinh khủng luôn. Rồi thì nói chung là hôm nay thì cũng có một vài cái mẫu xe mới về với cập nhật lại cho anh em một số cái mẫu phân khối lớn. Phân khối lớn lần này cũng giảm giá rất là rẻ anh em nhé. Anh em nào mà ở gần thì mình có thể là mình đến trực tiếp để mình chêm xe ha. Anh em ở xa thì cửa hàng thì có ship xe toàn quốc nhé. Anh em ở xa thì mình cứ liên hệ Zalo, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em ha. Đấy. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc nhé và có hỗ trợ trả góp luôn ha. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha. Trả trước khoảng 30% giá trị xe và ngân hàng hỗ trợ cho anh em tối đa khoảng 50 triệu anh em nhé. Đó. Rồi, còn mọi chi tiết thắc mắc thì anh em cứ liên hệ số Zalo Bạn Trọng thì mình có ghi trên màn hình ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Rồi ok. Chào Bạn Trọng ha. Chào chị và các bạn. Rồi anh chị em nào cần báo giá thêm mẫu xe nào thì mình cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha.